tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Những điều nghe thấy Của nhà văn Hồ Biểu Chánh Tác phẩm được sáng tác tại Sài Gòn năm 1956 Người đọc Thái Hoàng Phi 29 Chương 2 Kim Cúc lén mẹ với bà ngoại Đi kiếm kỹ sư cần mà nói chuyện Tính thuyết phục cho cần chịu nhìn anh em Đặng mẹ với bà ngoại vui lòng Cô đi không thành công Nên về ngồi ăn cơm Nét mặt cô bất mãn Bực tức không dặn được Cô dục hỏi mẹ Má biết buổi chiều nay Con đi đâu hay không Má có đi theo đâu mà biết con đi kiếm anh kỹ sư cần Đang hỏi coi ảnh chịu nhìn nhận con là em gái ảnh hay không Con có gặp hay không Gặp Con ra tại hãng xin nói chuyện riêng với ảnh Chắc ảnh biến con muốn nói chuyện đó Nên ảnh khuyên con chờ Mãng giờ hãng đóng cửa Rồi ảnh lên xe đi với con Vì muốn nói chuyện thông thả nên lên quán bình dân Lựa một cái bàn riêng ngoài xa Con với ảnh ngồi uống nước cam mà nói chuyện Ảnh với con cãi lẽ với nhau lâu quá nên con về trễ để cho ngoại với má chờ ăn cơm đó cần còn gây nữa hay không không bữa nay em nhưng nhất định không chịu nhìn anh em bà ban thất vọng bà muốn nghe rõ câu chuyện nhưng sợ kim cúc mắt ăn cơm nói không được rành bởi vậy bà biểu để ăn cơm rồi sẽ nói tiếp và nói có đầu có đuôi bà mới hiểu ý tứ của cần được cô kìm nóng nghe cô hỏi con đâu con nói phức coi kỹ sư cần diện lẽ gì mà không chịu nhìn con là em? diện cái lẽ cô bảy đã có nói với má hôm nọ đó. Anh nói nếu anh nhìn con là em ảnh, tức thì ảnh nhìn ba con là cha ảnh. Tại cái đó nên ảnh không chịu chứ không phải anh chê hay ảnh ghét con. Ảnh cứ nói vì không có cha nên ảnh thương ảnh trọng má anh lắm mà thương mẹ bao nhiêu thì giận cha bấy nhiêu. Nếu anh chịu nhận ba con là cha thì tội nghiệp cho phận của má ảnh lắm. Anh không thể nào nhìn cha mà bạc mẹ được Ông kỹ sư nói cũng phải Mà cô Bảy đã thỏa thuận cho ông nhìn con là em Con có nói cho ông biết hay không Có chứ Anh nói hai má ảnh tu nên hỷ xã Anh không biết cái đó Con thấy hay không Ở đời nếu mình làm quấy Quả báo kéo dài cho đến đời sau Bởi vậy con làm việc chia Con cũng phải lấy chân thành chánh trực đạo đức Nghĩa nhân mà làm gốc không nên lợi mình mà hại người không nên ỷ hay mà hiếp dở bà ban tiếp nói cần biết thương mẹ như vậy thì phải lắm mà biết ghét cha như vậy cũng không quấy không chịu nhìn kim cúc là em thì mình đáng tiếc chứ không đáng phiền thiếu chi người nghe kim cúc muốn nhìn làm anh em thì họ mừng lắm họ có thèm kể cha kể mẹ gì đâu cần kháng cự không chịu Hôm nay hai bà mẹ nói không nghe Bữa nay Kim Cúc đích thân kiếm mà năn nỉ cũng không được ấy vậy kỹ sư cần là người cao thượng chứ không phải người tầm thường Người đó làm anh cho con Kim Cúc thì nhà mình chắc chắn sẽ vững vàng Vậy dầu khó nhọc cũng phải theo Không nên bỏ Phải nhớ lời bà dặn Ăn cơm rồi Kim Cúc lên lầu thay đồ rửa mặt Bận áo mát đứng ngó ra đường mà giải trí Đợi một chút cho mẹ với bà ngoại uống nước Ăn trầu rồi Cô mới xuống đang nói tiếp chuyện hồi nãy Kim Cúc ngồi trước mặt mẹ và bà ngoại Mà thuật chuyện đối khẩu với Cần hồi chiều Mới thấy Kim Cúc vô hẳn Thì Cần niềm nở chào mừng như thường Không biểu lộ giận hờn hay ái ngại chi hết Vừa mới ngồi thì cậu xin lỗi Về thái độ vô lễ hôm nọ Cô tỏ ý nếu muốn xin lỗi thì phải vô nhà Cậu ngần ngại về bức chân dung Về bàn thờ Dẫu có giờ đi chỗ khác cậu cũng không quên được cô ướm thử nên kêu cậu bằng anh liền coi ý cậu thế nào thì cậu nói cậu vốn thở máy xuất thân nên kêu cậu bằng anh hay bằng chú tự ý mà cậu vẫn kêu con bằng cô chứ không chịu kêu bằng em bà ba nghe như vậy thì bà nói nếu vậy thì thiệt quá cậu cần không dẫn lây tới con thưa không lên quán bình dân con võ ý về điểm đó liền anh nói quả quyết rằng ngoại má với con đều là người vô can nên ảnh không có cớ chi mà giận Trái lại ảnh kính trọng ngoại với má lắm Còn đối với con thì ảnh thiện cảm chứ không có ác cảm chút nào Thấy vậy con mới gại chuyện nguồn gốc mà nói Thì ảnh buồn Ảnh mới kể những nỗi đau khổ và tủi nhục của mẹ con ảnh cho con nghe Rồi ảnh nổi giận Ảnh thổ lộ những lời thù oán người cha bạc tình, bội nghĩa Con nói chuyện cũ người xưa thì hai má ảnh đã hy xã rồi Ảnh còn cố chấp làm chi người chết Ảnh nói vì thương mẹ ảnh không thể quên được anh khuyên con nếu muốn giữ tình thân thiện với ảnh Thì đừng nhắc tới chuyện người cha bội bạc đó nữa Vậy thì ngoại giờ bàn thờ vô trong phòng Mà thờ với ông ngoại con là phải lắm Làm như vậy mới khỏi khêu gợi ác cảm của cậu cần Con mới bắt qua chuyện nhìn anh em mà nói Con tha thiết yêu cầu ảnh thỏa thuận như mấy bà Hai bên đặng đoàn tụ cho vui Ảnh không chịu Vì bởi ông cha đó chàng ràng trong trí ảnh hoài nếu không có những bất chánh bất nghĩa của người cha đó dầu con đuôi què hay hèn hạ ảnh cũng tìm con mà nhận là em cùng thế rồi con phải lấy hiếu đạo mà khuyên ảnh con than thở về sự cánh họ trịnh không có con trai mà thờ phụng tổ tiên phận con nữ sanh ngoại tộc con không thể lo hương lửa được con nói với ảnh để con sinh ngoại cất nhà trên miếng đất cũ ở phú nhuận đó đặng làm nhà thờ cho ông nội và ba con con sẽ xin ảnh về đó ở mà cúng quẩy ảnh kháng cự anh nói rằng anh họ Trần mà thờ họ Trịnh nổi gì Đã vậy mà phải kính trọng mới thờ Chứ khinh bỉ mà thờ sao được Còn tính cậy trạng sư lập thế sửa khai sanh Đổi ảnh lại họ Trịnh Anh chống cự nữa Anh nói rằng nhờ họ Trần mà ảnh được thành thân Bây giờ anh quý trọng họ Trần của ảnh Không thèm đổi họ nào khác Bà bàn với cô Kiềm hiểu ý tứ của Cần rõ rồi thì buồn Vì Cần lập tâm đúng đắn mà lại cương quyết như vậy thì không còn gì mà mong nhìn Kim Cúc là em được Nhưng bà Ban càng mến tiếc cần Bà nghĩ nếu Kim Cúc có chồng như Cẩm Đường Và có anh như kỹ sư cần Thì sự nghiệp của bà chắc chắn sẽ vững bền Ngày bà nhắm mắt theo ông bà Thì bà không lo ngại chi hết Bà nói với con và cháu Người như cần ít có lắm Vậy phải níu chặt không nên buông Con người đó ham nghĩa chứ không màng lợi Tuy cần bây giờ không chịu nhìn Kim Cúc là em song nếu mình biết giữ thiện cảm của cậu hoài á Thế ngày nào Kim Cúc gặp tai họa thì không thể nào cậu làm lơ đâu. Vậy Kiềm con cứ tiếp tục kết nghĩa chị em với bà Mậu và cô Thanh. Cũng nên gặp cần cho thường. Mà đừng nhắc tới chuyện nhìn anh em. Để chuyện đó cho hai bà mẹ của cần khuyên giải. Còn à, Kim Cúc con cũng đừng nói tới chuyện nhìn anh em. Vì con đã nói nhiều rồi. Xong con phải tới lui chơi Để duy trì thiện cảm của Cần và hai bà mẹ Cứ làm như vậy đi Còn sự nhìn anh em thì để cho thời gian định đoạt Tuy bà Ban khuyên như vậy Xong Kim Cúc không yên lòng Đêm đó cô nằm suy nghĩ hoài Kiếm coi thế gì mà làm cho Cần siêu lòng Chịu nhìn anh em Đằng lãnh phụng tự cha với ông nội bà nội Thiệt Hồi nhỏ Kim Cúc gần gũi mẹ Nên không triều mến cha Từ ngày cha chết lại chết một cách thê thảm cô mới bắt đầu thương tiếc vì thương tiếc nên cô đặt bàn mà thờ qua hình để kỷ niệm hay cần là anh em chung một cha với cô thì cô ngạc nhiên cô chưa kịp mừng thì cần lại nổi nóng mà bỉ bạc người cô kính trọng vì muốn anh em hòa thuận đặng thờ người cha chung với nhau bởi vậy cô phải dằn lòng tự ái đi đăng nỉ với cần té ra cần khư khư ôm quán đeo phiền nói thế gì cũng không siêu lòng cần được sự gắt gao của Cần làm cho Kim Cúc càng thêm thương cha Cô không bào chữa cho sự lỗi lầm của cha Mà cô trách Cần cố chấp thái quá Làm con không phép quán cha Nhất là cha đã chết rồi Hơn nữa dầu bị cha bỏ mà Cần cũng nên danh Thì phải lấy quán đại mà cư xử Nếu cha còn sống thì để cho cha hổ thầm Nếu cha chết thì để cho thiên hạ bình phẩm Làm như vậy đã hợp với đạo đức Mà lại có vẻ quân tử hơn Huống chi mẹ là nạn nhân chánh của cha mà mẹ đã bao dung hỷ xả Cần giàu thế nào cũng là người thọ ơn cấu tạo của cha Tại sao cần lại quên ơn kia để ôm quán nọ Kim Cúc còn nghĩ Giàu quấy giàu phải Trình Khải Minh cũng là cha của cô Nếu có quấy với Cần Thì Cần phiền chứ không có quấy với cô mà cô hân hủi Cần bạc với cha Thì cô phải thương cha bằng hai Cần lấy cớ mang họ trần nên chỉ thờ họ trần Thì cô mang họ trịnh Cô không phép để cho họ trịnh điều hiu với cảnh lửa hương lạnh lẽo cô quyết định cô phải cất nhà thờ cho đàng hoàng để cô thờ họ trịnh dầu phải ở độc thân không lấy chồng để thờ cha với ông nội thì cô cũng cam chịu cô không nệ gì người anh có lập trường của ảnh thì cô cũng có lập trường của cô ai giữ lập trường nấy miệng thế gian muốn cho ai phải ai quấy tùy ý kim cúc tính sáng bữa sau cô phân trần với mẹ và bà ngoại rồi cô xin một số tiền đặng mướn cất nhà thờ ngoài phú nhuận để thờ ông nội bà nội và cha cô té ra sáng xuống ăn lót lòng thì cô thấy mẹ y phục đàng hoàng lại anh sắp phơ đem xe trắc sông ra đậu sẵn trước cửa cô hỏi mẹ tính đi đâu thì cô kiềm đã tỏ ý hồi tảng sáng cho bà ba biết cô ra tiệm mai thuật chuyện kim cúc với cần gặp nhau cho hai bà mẹ của cần hay nhưng nghe con hỏi thì cô nói trớ rằng cô qua chợ mua đồ một chút kim cúc đành phải các câu chuyện cô tính nói đó lại mà chờ mẹ nhưng buổi sớm mơ đó ở nhà với bà ngoại thì cô đã bắt đầu thở than về sự cần không chịu nhìn nhận họ trịnh là nguồn gốc để lãnh phụng tự tổ tiên bà ban an ủi cháu nên ẩn nhẫn mà chờ dịp mai vì cần nóng nảy xong biết điều nhờ hai bà mẹ khuyên đổ riết rồi có lẽ cần sẽ ăn năn mà bớt nghiêm khắc với người cha quá cố cô kìm đi tới trưa gần giờ ăn cơm cô mới về Thừa lúc Kim Cúc lên trên lầu Cô cho bà Ban hay rằng Bà Mậu với cô Thanh nghe Kim Cúc đi kiếm cần Thì hai bà bằng lòng lắm Hồi hôm cần về có nói chuyện gặp Kim Cúc Và đã cậy Kim Cúc xin lỗi dùm với bà Ban rồi Chứ không có thuật việc anh em cãi nhau Theo ý hai bà thì bây giờ cần với Kim Cúc biết nhau là ruột thịt rồi Dẫu không nhìn anh em cũng không hại gì Vậy nên để cho hai trẻ thông thả tiếp xúc với nhau Lâu ngày rồi có lẽ cần vì thương em mà quên quán cũ bà ban cười mà nói bà cũng có ý đó đến xế kim cúc thấy bà ngoại với mẹ vui vẻ đương nằm trên gián mà chơi cô lại ngồi một bên mẹ mà nói con muốn chiều mát ngoại với má đi một vòng ra phú nhuận chơi với con cô kìm ngó câu mà hỏi chơi giống gì ngoài phú nhuận con ra thăm miếng đất chỗ nhà ông nội con hồi trước thăm giải phố trệt của má và luôn dịp thăm năm miếng đất ngoại mua đó nữa lâu quá mình không có đi phía đó bà ban nói bây giờ xe hơi nhiều quá ngoại già rồi Hãy ra đường thấy xe rần rộ lộn xộn ngoại mệt dữ chiều mát hai mẹ con đi chơi đi coi họ có cất nhà mà ở trên đất của mình hay không nghe nói bây giờ người ta đông mà không đủ nhà phố mà ở hễ họ thấy đất trống thì họ cất nhà cất phố nhậu trên đó mà ở rồi mình đuổi họ không chịu đi phải kiện thưa lòng vòng lắm đâu đi thăm thử coi kim cúc thấy ngoại hiệp ý thì cô mừng nên nói tiếp hôm qua con nói chuyện với anh kỹ sư cần rồi về con suy nghĩ lại thì con buồn quá ba con không có con trai chỉ sanh có một mình con là gái may có ảnh là người con rơi rớt tuy ba con không khai sanh không nhìn con song diện mạo bộ tướng ảnh giống hệt ba con mà cả thảy người quen ai cũng biết ảnh là con của ba con hết con năn nỉ xin cho con nhìn ảnh là anh Và ảnh nhận con là em Đặng con cất nhà thờ rồi giao cho ảnh thờ phượng bên nội con Để cho con lo thờ bên ngoại Ảnh cứ phụ rãy không chịu Ảnh nói ảnh là con không cha Ảnh họ trần thì thờ họ trần Còn họ trịnh khinh rẻ ảnh Thì ảnh không thể sùng bái được mà thờ họ trịnh Con muốn nhìn ảnh là anh Đặng có người thờ cha và ông nội con Chứ nào phải con tính cậy nhờ gì ảnh hay sao Con không có anh ai lại ăn thịt con được hay sao nên sợ mà phải cầu ảnh anh kỹ sư làm khó từ hồi hôm tới bây giờ con tuổi phận ba con quá con muốn nói với má xin ngoại cho con một số tiền đặng con cất nhà thờ cho đàng hoàng trên miếng đất phú nhuận chỗ ông nội con ở hồi trước bây giờ đã sang tên cho con đứng bộ làm chủ rồi con cất nhà thờ bây giờ con thờ ông nội với ba con ngày sau ngoại trăm tuổi già con thờ luôn ông ngoại bà ngoại trong đó nữa con thờ hết bên nội bên ngoại coi được hay không cho biết Cất nhà không khó gì Nhưng cất rồi ai ở giữ Con kiếm mướn hai vợ chồng Một người trọng tuổi ở giữ nhà Chồng thì lo trồng trặt ngoài vườn Vợ thì coi quét lao trong nhà cho sạch sẽ Tối đốt đèn đốt nhang Đôi ba bữa con ra thăm một lần Đến ngày dỗ con với má mua đồ đem ra đó nấu cúng Nhà cất cho đẹp một chút Dọn dẹp cho có đủ tiện nghi lại phải cất lầu đặng từng trên để thờ còn từng dưới để ở qua tháng nóng nực ngoài với má ra đó nghỉ mát cho được con à, tính làm tùm lùm à, rồi chừng con có chồng con phải theo chồng con bỏ đó cho ai ai muốn cưới con thì con giao phải ở đó hoặc ở chỗ khác cũng vậy phải giúp con cúng quẩy ông bà cha mẹ của con hai bên như chịu thì con mới ưng chứ không có ai phụng tự ông bà con hết bắt con phải bỏ hết ông bà mà theo họ thì không thể nào con chịu Bà bà vui vẻ nói Con có lòng muốn báo hiếu Cho ông bà nội ngoại hết Thì phải lắm Ngoại khen con đã Nhưng bây giờ đồ đạc mắt Gạch ngôi đá cây thứ gì Cũng lên giá mắc bằng mấy chục Hoặc cả trăm lần hồi trước Cất một cái nhà theo ý con muốn đó Phải tốn mấy trăm ngàn Chứ không ít đâu Con phải để cho ngoại suy nghĩ Và gió giá ít bữa coi rồi ngoại sẽ trả lời kim cúc biết ý bà ngoại cô hay dè dặt làm việc gì thì cũng tính lợi hại kỹ lưỡng nghe bà nói như vậy thì chắc bà chịu cho rồi bởi vậy cô mừng rỡ kêu anh sơ phơ mà dặn sửa soạn chiếc xe mới rồi bốn giờ rưỡi đem ra đặng mẹ con cô đi vô phú nhuận cô kìm cũng vui lòng mà thấy con mặc dầu từ mới lọt lòng thì sống bên ngoại nhưng lá rụng về cội hễ có việc thì con không quên bên nội không chịu cho người cô bán miếng đất của ông nội là một bằng cớ rõ ràng tính cất nhà để thờ ông nội với cha cho tròn hiếu đạo lại còn thêm một bằng cớ khác nữa cô kìm hân quan nên ít chịu đi chơi mà bữa nay cô sốt sắng biểu con sửa soạn đặn đi phú nhuận cho sớm mẹ con lên xe rồi cô kìm dặn anh sắp phơ đi phú thọ qua lăng cha cả rồi đổ xuống phú nhuận cho cô xem năm miếng đất của bà ban mua để cho cô đứng bộ khi cô mới có chồng anh sớp phơ giúp việc cho bà Ban hơn 20 năm Anh có đi với bà hồi coi mua mấy miếng đất ấy Anh biết ranh rắp hết Bởi vậy xe tới hai miếng đất ngoài mặt tiền Thì anh ngừng Rồi dắt mẹ con cô kìm đi coi cho giáp hết Kim Cúc thấy đất bằng thẳng cao ráo Mỗi miếng đó cho họ ở vài cái nhà lá Họ trồng bắp đậu cà cải để bán mà nuôi sống Thì cô nói đất này bây giờ là quý địa Lập xưởng công nghệ hoặc cất trữ hàng Hoặc kiến trúc nhà phố để cho mướn Thì có lợi lớn Cô hỏi mẹ vậy chứ hồi mua phải xuất vốn hết bao nhiêu Cô Kiềm nói phải coi bằng khoáng lại mới biết số chắc được Nhưng cô nhớ đất mua từng miếng nhỏ Cộng chung không tới ngàn thước vuông Hồi mua thì đất ngoài mắt Đất trong rẻ Cộng chung tốn 6-7 ngàn Anh Sắp Phơ nói Bây giờ đất lên giá dữ lắm cô hai à Hai miếng giáp lộ đó ít miếng trong á, Thì không dưới giá 50 đồng Hết thảy bây giờ đáng 5-700 ngàn chứ không ít đâu Kim Cúc la Trời đất ơi Lời dữ dễ lẫn hay sao Cô Kim cười mà đáp với con Vậy chơi sao con Mua đến năm nay đã 25 năm Mua mới phải chứ Rồi hồi ông nội con còn sống Chánh ông đi kiếm đất rồi làm mối suối ngoại con mua cho má đó Nếu vậy thì ông nội con cũng có công Làm lợi cho má nhiều Hồi mua thì ông nội con có nói Có tiền dư mua bỏ bậy đó Sao bán lại có lời nhiều Ai cũng tưởng lời là mua một đồng Sao bán ba đồng vậy thôi Chớ gì có vẻ đâu mà đất lên giá quá tai như vậy Thôi phải rồi Nhờ ông nội mà má có lợi nhiều quá Vậy má phải đành cất nhà thờ Để thờ ông nội với ba mà trả ơn Má không được phép vụ dự Dầu tốn một hai trăm ngàn Má cũng còn lời nhiều Cô kìm cười rồi dắt nhau trở ra xe Mà xuống phú nhuận Xe ngừng ngay miếng đất của ông Trịnh Khải Hoàng ngày trước anh sắp phơ mở cửa xe cho mẹ con Kim Cúc bước xuống, rồi anh đưa vô miếng đất. Một quang cảnh điều hiu diễn ra trước mắt mẹ con cô Kim. Thới vườn sum xê mát mẻ bao chung quanh tòa nhà ngói vui vẻ ngày xưa. Bây giờ là khoảnh đất hoang, cỏ mọc rải rác từng chòm với một cây chùm ruột đang ra trái đứng phía sau và một cây ổi còi còi đứng sơ rơ ngoài trước. Một chòi lá nằm sùm sụp giữa miếng đất, có một ông già đương cất nước dưới giếng lên tưới đám rau trầu bên hè. Ông già này là người Năm trước cô kiềm cho phép cất tròi Đặng vợ chồng ông ở mà coi chừng miếng đất Ông thấy chủ đất đến Ông lật đật bước lại chào mừng Kim Cúc dòm cái tròi trống trơn Còn ông già thì ở trần bận một cái quần cục Lại rách Cô hết sức động lòng Cô mở bóp lấy cho ông già 10 đồng bạc Rồi cùng với mẹ đi vòng mà xem miếng đất Kim Cúc chỉ cho mẹ coi chỗ Cô tính cất nhà mà thờ Nhà nên cất sụp vô trong Đặng để cái sân cho rộng lớn nhà phải cất lầu ba căn nhưng hình thức bên ngoài cũng như tuồng trong đều phải theo kiểu mẫu kim thời đặng có đủ tiện nghi và dọn coi cho đẹp trên lầu phía trước để luôn ba căn mà dọn bàn thờ phía sau chính giữa làm phòng tiếp khách thân thiết mà cũng là chỗ để ban đêm bà con trong nhà hội hiệp luận đàm hai bên dọn hai phòng ngủ mỗi phòng có cầu tiêu máy có phòng tắm gội riêng còn từng dưới phía trước kim cúc tính chính giữa dọn chỗ tiếp khách đàn ông bên tay mặt có dáng hoặc đi văn để tiếp khách đàn bà bên tay trái dọn phòng đọc sách và làm việc trí phía sau chính giữa để làm phòng ăn còn hai bên dọn hai phòng ngủ nữa mỗi phòng cũng có cầu tiêu chỗ tắm sau nhà lớn thì cất bốn căn nhà nhỏ một căn để xe một căn để cho gia dịch ở một căn để nấu ăn và một căn để cho người bếp ở Mẹ con bàn tính với nhau rồi trở ra xe đi thăm giải phố 10 căn của cô Kiềm. Kim Cúc nghe mẹ nói hồi trước mua 11 ngàn thì cô lắc đầu mà nói số tiền đó bây giờ mua một căn cũng không đủ. Nhưng cô chê phố cũ và thấp quá. Cô khuyên mẹ nên dở mà cất lại phố lầu họ mướn nhiều tiền hơn. Cô Kiềm nói cô cũng biết như vậy. Nhưng dở ra thì 10 chủ đương buôn bán đấy họ dọn đi đâu. Tại vậy nên cô dụ dự không nở cất nhà mới. Chừng lên xe đi về cô Kiềm nói Lâu quá cô không có ra thăm bà Bạch Liên Nên cô biểu anh phơ chạy xuống đường kinh lấp Mấy tuần vừa rồi buồn về việc kỹ sư cần Cô Kim Cúc sẵn bẩn ở nhà Cô không có ra chơi với Lệ Quyên Bởi vậy thấy xe ngừng cô Lệ Quyên lật đật chạy ra mừng Mẹ con cô Kiềm vô tiệm Bà Bạch Liên niềm nở mời ngồi Hai bà trò chuyện với nhau Còn Kim Cúc theo Lệ Quyên vô phía trong mà chơi Lệ Quyên ngó Kim Cúc mà hỏi Hôm nay không thấy chị ra chơi Em nghi chị bệnh Chị có bệnh hay không Không có Mất việc nhà bận rộn Em đi chơi không được Sẵn bữa nay đi phú nhuận Về Nên em ghé thăm một chút Chị có gặp ông kỹ sư cần hay không Ờ không Chị có gặp hay sao Cũng không Có bà già ổng Bà hai Ghé nói chuyện chơi với má em hôm qua Kim Cúc buồn về việc riêng Cô không muốn nói chuyện Thành ra câu chuyện buồn tẻ cuộc gặp gỡ không có vẻ nồng hậu Cô kìm thăm bà Bạch Liên một chút rồi kêu Kim Cúc về Kéo bà ngoại chờ ăn cơm Mẹ con bà Bạch Liên đưa khách ra xe Kim Cúc nói nhỏ với Lệ Quyên Em có việc không vui Để bữa nào rảnh em sẽ nói cho chị nghe Rồi cô từ giả lên xe mà đi Ăn cơm tối rồi Kim Cúc lên lầu Cô kìm mới thuật chuyện đi phú nhuận lại cho mẹ nghe Cô nói Con Kim Cúc ngổ lắm má à nó hỏi con đất dưới phố hồi trước mua giá bao nhiêu Tình thiệt con nói thiệt cho nó biết Nó nói đất phố bây giờ lên giá dữ lắm Tình cờ sơ phơ cũng nói thiệt Hồi trước mua một đồng Bây giờ họ bán tới năm chục hoặc một trăm đồng Kim Cúc mới nói nếu vậy thì con nhờ ông nội nó Suối dục mua Bây giờ con có lợi đến năm bảy trăm ngàn Con phải cất nhà thờ cho nó thờ ba với ông nội nó mà đền ơn Dầu tốn một hai trăm ngàn con cũng còn lợi mà lại có nghĩa nữa bà ban cười mà nói kim cúc hên nó có học lên nó khôn ngoan nó nói phải chứ con nhờ ông già chồng con bài biểu nên con có lợi nhiều quá con phải trút bớt một số lời mà đáp nghĩa cho ổng mới phải kim cúc muốn cất nhà thờ đặng nó thờ bên ngoài từ hồi chiều đến giờ má suy nghĩ kỹ rồi nên cho nó làm một là khuyến khích lòng thảo của nó đối với ông bà cha mẹ hai bên hai là làm cho hai bà mẹ kỹ sư cần cảm động rồi nỗ lực khuyên giải cần ba là khiêu khích cho cần cảm xúc mà tự hối rồi nhìn kim cúc là em đã biết cất nhà xứng đáng theo ý nó muốn thì phải tốn nhiều mà thà tốn nhiều phải cất cho đẹp mới có giá trị sau nó có chồng thì vợ chồng nó ở cho được Chơi cất bậy bà sao phải bỏ mà cất cái khác. Tốn hao thêm càng hại hơn nữa. Con nghĩ mà coi. Chừng cẩm đường về đây. Con nói với bà giáo mà gã Kim Cúc cho cẩm đường. Như cẩm đường chịu. Không lẽ con buộc cẩm đường phải ở chung với mẹ con mình. Như má buộc Minh hồi trước vậy được. Cẩm đường khác với Minh xa quá. Mà Kim Cúc có chồng. Nó cũng muốn ở riêng cho thông thả. Đặng vợ chồng nó tiếp khách riêng của nó vậy để sáng mai má kêu chú máy chính má biểu uh, chú kiếm một người thầu khoáng tử tế đặng uh, mà hỏi giá cả coi cô kim nói má chịu cất nhà thì cất cất nhà tốn hao nhiều mà cái nhà còn đó đời đời mất mát gì đâu mà sợ tốn vì vậy nên sáng bữa sau lúc ăn lót lòng bà ban nói cho kim cúc hay rằng bà không nỡ để cho kiến họ trịnh tuyệt tự vậy bà sẵn lòng cho kim cúc cất nhà thờ mà thờ ông nội bà nội với cha Bà biểu Kim Cúc Sai người vô nhà máy Kêu máy chính giờ nào rảnh thì ra cho bà nói chuyện Bà sẽ kể kiếm thầu khoáng cho bà đặng cất nhà Kim Cúc mừng quá Cô ôm bà ngoại mà cảm ơn Ăn uống rồi cô lấy xe Đích thân cô vô nhà máy nói chuyện với máy chính Và kể kêu dùm một người thầu khoáng Chắc chắn kỹ lưỡng Đặng cho bà ban mướn cất nhà Buổi chiều có một người thầu khoáng khách trú gốc ở một huyện với ông ban hồi trước và thỏ nay thường lãnh tu bổ phố cho bà Ban Nên quen nhiều Người đến nói máy chính biểu ra cho bà Ban nói chuyện Bà Ban tỏ ý bà muốn cất một nhà lầu theo kiểu kim thời Bà biểu Kim Cúc muốn kiểu nào thì nói cho thầu khoáng biết Đặng tính giá cả Kim Cúc mới đi với thầu khoáng ra phú nhượng xem hình thức miếng đất Cô chỉ chỗ nào phải cất nhà lầu Chỗ nào phải cất nhà bồi bếp Cô tỏ ý mặt tiền cô muốn thế nào Và trong nhà cô sắp đặt thế nào Cô muốn rào chung quanh miếng đất theo kiểu nào Và cửa ngõ xây kiểu nào Thầu khoáng hiểu hết ý của cô rồi Người nói về mướn vẽ bản đồ trong ít bữa Đặng trình cho cô xem Rồi mới định giá cả được Qua tuần sau Thầu khoáng đem bản đồ cái nhà mới Mà trình cho bà Ban với mẹ con Kim Cúc xem Kim Cúc sửa chút đỉnh Rồi để cho mẹ với bà ngoại thương thuyết mà định giá Trong vài bữa Hai bên thỏa thuận giá rồi Thầu khoáng bắt đầu chở đá chở gạch Ra phú nhuận đặng khởi công Kim Cúc cho ông già ở coi miếng đất một số tiền Đặng ông dở tròi kiếm chỗ khám cất mà ở Thợ hồ với tiểu công xây nền làm rần rộ tối ngày Đôi ba bữa Kim Cúc chạy xe ra coi một lần Cô rất vui mừng đắc ý Chương 3 Những bà có con Dầu có con trai hay là con gái cũng vậy hễ thấy trẻ nào xứng đôi vừa lưới với con mình thì hay dòm ngó rồi dọ dẫm tánh tình coi có nên cậy mai mối cầu thân đặng xe tơ kết tóc cho con mình có đôi bạn mà đi trên đường đời có gia thất mà hưởng chút hạnh phúc từ ngày kỹ sư cần làm quản lý cho hãng văn hóa cô thanh nghĩ con đã trọng tuổi mà lại có địa vị vững chắc cô muốn cho con cưới vợ đặng vui thú gia đình như người ta bà mậu cũng đồng ý với cô thanh về việc đó Nhặt mỗi lần hai chị em nhắc cần về sự lập gia thất Thì cần cứ bắt bẻ Nói rằng cần đặt tất cả thân yêu vào hai bà mẹ Không còn dư chút nào mà chia cho người khác được Nếu cưới vợ mà không thương yêu vợ Thì té ra mình gạt gẫm vợ Cưới người ta về rồi nguội lạnh Lơ lãng bỏ người ta bơ vơ Có khi cần lại nói Cần có nhiều nghĩa vụ Đã biết làm trai trên 25 tuổi rồi Lập gia đình là một nghĩa vụ Cần không quên cái đó Xong cần chưa để ý tới vợ con làm gì, nghĩa vụ ấy không gấp. Một hai chục năm nữa cần sẽ làm cũng không trễ. Nghĩa vụ cần thiết cần phải làm gấp là cứu vớt đám con không có cha. Mà vì chúng nó không có người dìu dắt, dạy dỗ, nên chúng nó thành đám con nhà quan, thu quán loài người, khuấy rối xã hội. Phải kiếm thuốc mà chữa những mục ghẻ đương hiện hành đó cho lành hết đi, mà đồng thời cũng phải kiếm thuốc ngăn ngừa những mục ghẻ mới đừng phát sinh ra nữa được. Đó là nhiệm vụ cần thiết của những người Có chút lòng ưu ái đổi đời của những người bệnh Như cần Nhờ mai có cầu mà đi qua được mé sông bên kia rồi Nên phải ngó lại mà thương đám đồng bệnh của mình Đương lặng hợp chơi vơi Đương đau khổ Đương quán hận Hai bà mẹ nghe con nói như vậy Biết làm sao mà ép con được Bà mậu hay tới lui chơi với bà Bạch Liên Bà thấy cô Lệ Quyên Bà để ý nói chuyện với cô Thanh bà thường khen lệ Quyên học có bằng tú tài mà nết na đầm thấm, văn nói nhỏ nhòi, giao thiệp vững dàng, buôn bán thông thạo. Chơi chị cần chịu cưới vợ thì nói mà cưới lệ Quyên cho cần, chắc vợ chồng bà Bạch Liên chịu cả. Ông Bạch Liên có tiệm lớn, vốn liếng cũng đến mấy chục muôn. Cô Thanh cũng như chị vốn bạch thủ xuất thân nên làm xuôi cô không kể giàu nghèo chỉ kể tài nghệ và tâm trí. Lúc sau này vì có chuyện Kim Cúc mua xe hơi. Nên Lệ Quyên đến tiệm Thanh Mậu mấy lần Có lần lại đi ăn tiệc với mấy bà trong tiệm nữa Mỗi lần gặp Cô Thanh có ý dòm ngó Lệ Quyên Và lóng tai nghe cô nói chuyện Cô nhận thấy Lệ Quyên đầm thắm hơn Kim Cúc Mà cũng ôn hòa hơn Hai cô đều vui vẻ như nhau Đều có sắc đẹp thiên nhiên Nhưng mỗi cô có một vẻ đẹp riêng không giống nhau Bởi vậy khó nói ai đẹp hơn ai được Bà Năm Nhiều đã về sớm gà Mà thăm cháu mấy bữa rồi Chiều hôm nay chị em cô Thanh nằm nói chuyện với nhau Chị em tính để tối sẽ hỏi ngay cần Như ưng bụng cô Lệ Quyên Thì sẽ nói mà cưới cho cậu Gần tối cần ở trong hẻm về Bữa nay về trễ Cậu bước vô tiệm khí sắc hân quang Dường như mới được một việc gì may mắn lắm vậy Lúc ngồi ăn cơm cậu nói nói cười cười không ngớt Hai bà mẹ lấy làm lạ Nhưng thấy con vui thì mừng thầm Chắc bữa nay dễ nói chuyện hôn nhân ăn cơm rồi cần đi riết lên lầu vô phòng ngồi lại bàn viết mà tính toán chị em bà mầu cũng uống nước rồi tuốt theo lên dáng ngồi ăn trầu cần ở trong phòng đi ra vừa kéo ghế mà ngồi vừa nói con mới gặp được một dịp may mắn hết sức để con thưa lại cho hai má nghe hồi chiều này ông bạn của con là ông võ thượng chí làm quản lý trong hãng coi về ngành bút toán cho con hay ông có quen với một người pháp muốn bán hết nhà đất và đồ đạc trong nhà đặng về ở luôn bên Pháp không trở qua nữa Ông biểu võ thiện chí mua hết Ông sẽ cho trả tiền mua rất dễ dàng Ông định giá cả thảy Nhà đất xe hơi Tủ giường bàn ghế Máy lạnh Máy thu thanh đủ hết Mà có 200 ngàn Ông cho trả tiền phân nữa là 100 ngàn Còn 100 ngàn thì mỗi tháng đem đóng 5 ngàn trong ngân hàng đặng chuyển giao cho ông Đóng trong 20 tháng thì dứt Vì ông võ thiện chí có nhà cửa có xe hơi rồi Ông không cần dùng mà mua nữa Ông thấy con chưa có nhà Ông suối con mua mà ở Bán giá rẻ quá Nếu để người khác mua uổng lắm Ông lại nói nếu con không có tiền bạc sẵn Như thiếu đôi ba chục ngàn thì ông cho con mượn Hồi chiều ông thượng chí có dắt con đi coi nhà Ở đường Mai Gia Gần ngã tư mặt Mao Hồng Ấy là một biệt thự trệt Cất theo kiểu Tây Phía trước có phòng tiếp khách Phòng làm việc hay đọc sách Còn phía trong thì hai bên có hai phòng ngủ Chính giữa phòng ăn Sau hết phòng tắm Phòng rửa mặt cầu tiêu máy Nhà cất vừa rồi kế nổi giặt bên châu Âu Nghĩa là lối 12 năm nay Nhưng tay ở họ gìn giữ và tu bổ luôn luôn Nên coi như nhà mới Phía sau có một dãy nhà bếp, nhà bồi, nhà xe rành rẽ Có đèn, có nước, có đủ tiện nghi Hãy mua về thì ở liền Khỏi mua sắm thêm thứ gì hết Đất rộng 600 thước vuông Trước nhà có chừa sân lớn Chiếc xe hơi là xe Peugeot 203 Kiểu cũ nhưng máy còn tốt Con coi kỹ lưỡng rồi Nhà đó con ở với hai má thì vừa lắm Mà theo giá bây giờ mua như vậy là rẻ Chứ không thể nào rẻ hơn nữa được Nhất là chủ mua cho trả nửa mặt Nửa triệu thì khỏe quá Người ta định giá chắc như vậy không bớt nữa được Vậy con thưa cho hai má hay Đặng con mua cho hai má ở với con Cô Thanh liền hỏi Ở rồi dẹp tiệm may hay sao Mấy chục năm nay hai má cực nhọc quá Bây giờ lớn tuổi rồi Nhất là má hai già quá Vậy nên nghỉ cho khỏe Để con còn nhỏ con làm con nuôi hai má lại Dì Hiền với dì lành giúp hai má thâm niên Có công với tiệm nhiều Vậy má giao quyền chủ tiệm cho hai dì tiếp mà làm Để hai má nghỉ Thỏa nay ở tiệm mai quen rồi Có khách ra vô nên vui Bây giờ mua nhà mà ở riêng Ăn rồi nằm nhau nháo à, Buồn quá chịu sao nổi Bữa nào hai má muốn xuống tiệm mà chơi Con có xe hơi con đi làm con đưa hai má xuống đó Trưa con về con ghé con rước Như muốn ở chơi tới chiều cũng được Có khó chi đâu Hồi con mới giúp cho hãng được ít tháng Con có tính mua hoặc mướn nhà mà ở với hai má Hai má không chịu Chắc là sợ con quát xước làm lè loẹt Thiệt với hai má Nếu hai má cứ ở đây Tự nhiên con phải ở với hai má Mà với địa vị của con Nếu ở tiệm mai hoài Con thấy bất tiện cho con lung quá Con làm quản lý cho một hãng lớn Con giao thiệp hàng ngày với khách giàu sang Họ mời con đi chơi Mời con tới nhà ăn cơm Mà con không có nhà để tiếp đãi người ta lại được Con có ý thẹn với người ta về chỗ đó chứ không phải con chê ở tiệm may là hèn nên muốn ở biệt thự cho sang sang hay hèn tại mình chứ nào phải tại cái nhà hơn nữa con sanh trưởng trong tiệm may con nhờ tiệm may mà nên danh con quý trọng tiệm may lắm chứ con thẹn là thẹn không có chỗ mà tiếp khách theo cách xã giao vậy thôi bà mậu nói con cắt nghĩa rành như vậy thì má hiểu rồi con ở đây thì bất tiện cho con lung lắm mà hai má ở đây con không lẽ tách ra ở riêng thiệt rời khỏi tiệm may hai má cũng buồn mà để con tách ở riêng một mình hai má cũng không nỡ vậy nếu con mua nhà mà ở hai má phải theo con chứ làm sao đôi ba bữa có nhớ thì trở xuống tiệm may chơi cũng được con nói mua nhà đó là rẻ lắm mà thôi thì con mua đi rẻ mà tốt lắm má à để chiều mai con đem xe về con rước hai má đi coi mà người ta dứt giá tới hai trăm ngàn con có tiền được bao nhiêu mà con đòi mua Số tiền con cho ông già anh chức mượn đặng lập quán bình dân Ông đã góp trả đủ hết cho con rồi Mua nhà trả có phân nửa mặt Thì tiền con gửi ngân hàng đủ trả rồi Nếu có thiếu thì hai má phụ thêm cho Đừng có mượn của người ta làm chi mà phải mang ơn Thưa con khỏi mượn Còn số 100 ngàn sau với số lương của con Mỗi tháng con trả 5 ngàn dễ như chơi Trả 8 ngàn cũng được Trước sau gì con cũng phải có một cái nhà Mai gặp dịp rẻ con mua phức cho rồi Cô Thanh tiếp mà nói Nó phải có nhà đặng rồi nó có lo vợ chứ Cần lật đật nói Má đừng nói chuyện vợ má Con mua nhà đang ở với hai má cho thông thả Chứ không phải con tính cưới vợ nên con mua nhà đâu Con đã có nói Con còn mắc lo nhiều việc khác Con chưa cưới vợ được Lo việc gì thì lo Còn cưới vợ thì cưới Có vợ rồi không lo việc gì được hay sao mà sợ Có vợ bận rộn quá Vợ sao lại bận rộn con có lo việc gì thì vợ nó phụ nó lo với con chứ vợ đời nay họ mắc lo quần áo lo uống tóc lo xi lo nhảy đầm họ có lo việc gì khác được đâu má con khinh rẻ đàn bà con gái đời nay quá thiệt có một số người ham chơi bời nhưng phần đông họ có giáo dục có học thức họ biết lo tô điểm cho gia đình lo bồi bổ xã hội dữ lắm chứ nếu con cưới vợ con lựa người biết lo đừng cưới người ham chơi thì vợ sẽ giúp ích cho con nhiều Biết ai mà lựa Thì con để hai má chọn lựa cho con Hai má dọ dẫm kỹ lưỡng Có thế nào lầm đâu mà sợ Hai má có thấy con ai không ham chơi Vậy biết lo hay sao Sao lại không thấy thiếu gì Bà Mậu chụp nói Có con, con gái của bà Bạch Liên đó Học giỏi Có bằng tú tài buôn bán rành nghề Nết na đầm thấm Nếu con chịu má nói có lẽ bà gã Cần ngẫm nghĩ rồi hỏi cô lệ quyên chỉ em bạn với cô kim cúc đó phải không má ừ cô lệ quyên đó con biết cổ mà hôm ăn trong quán bình dân có cô đó con biết cô bữa cô kim cúc lại hãng nói chuyện mua xe hơi có cô theo nữa con coi cô lệ quyên được không con thấy đó vậy thôi chứ có biết sao là được sao là không đâu học giỏi lanh lợi khôn ngoan ba điều má nói đó đều không phải là điều kiện của người vợ hiền vậy chứ sao mới là vợ hiền phải biết cung kính thương yêu cha mẹ chồng phải trung thành và tận tụy với chồng và phải đồng tâm đồng chí với chồng má có biết cô lệ quyên có đủ ba điều kiện đó đâu mà má biểu con chịu nếu con chịu chừng cưới cô về cô khinh rẻ hai má là thợ may cô ở với con mà đầu óc cô hướng về chỗ khác và con muốn một đường cô làm một ngã thì con làm sao má nói cô học giỏi người học giỏi thường khinh thế ngạo vật con là một tên thợ Học giỏi có ích gì cho con đâu Con cũng không cần rước một cô nữ tú tài Về ở trong nhà đặng dạy khôn con Còn người lanh lợi thường thiếu thành thiệt Và người khôn ngoan thường hay xảo trá Con có cưới vợ thì con lựa người Có giáo dục mà thành thiệt và chân chánh Chắc không phải cô Lệ Quyên Vì cô không có mấy điều kiện đó Con khó quá à. Làm sao con kiếm vợ cho vừa ý con được Không vừa ý thì thôi Chứ cưới nhậu về nhà rồi mình Nhà mình ngày đêm thành một trường đấu khẩu Chịu làm sao được má Cha mẹ cô Lệ Quyên chắc cũng giàu lắm hả má Con hỏi giàu nghèo chi vậy Con thấy cô là bạn thân với Kim Cúc Mà Kim Cúc là con nhà cử phú Con chắc Lệ Quyên cũng vậy Nên con hỏi cho biết Vợ chồng ông Bạch Liên buôn bán lớn Có tiệm mà dọn tới hai căn ngoài đường Kinh Lấp Có vốn liếng chừng ít trăm ngàn Chứ không giàu gì lắm Vợ chồng ít con Có Lệ Quyên đó với một đứa con trai nhỏ mới mười mấy tuổi Vậy cũng là giàu rồi Lập tiệm đó từ hồi nào Và buôn bán thứ gì Má biết không Biết chứ Má quen đã mười mấy năm nay Tiệm lập buôn bán Phần nhiều là hàng Bắc Lập từ hồi trước giặt lẫn mà Con hỏi kỹ như vậy là vì Con ghê mấy ông mấy bà Buôn bán rần rộ bây giờ quá Hồi trước giặt Có nhiều người không có gì hết Tại có giặt Gây tan tóc thảm khổ cho dân Trong mấy năm nay Họ khôn khéo nên bực giàu to làm chủ hãng bán và sửa xe hơi Con mới được thấy rõ Có một số người giàu to Mà sự sản không xứng đáng Không phù hợp với giáo dục Hoặc với tài đức của họ chút nào hết Họ nói chuyện nghe bắt tức cười nôn ruột Tại vậy nên con ngán hạng giàu mới lắm Không mà Vợ chồng ông Bạch Liên buôn bán lớn thở nay đàng hoàng lắm Cũng như bà ban xíu trong xóm củi Bà có nhà máy có phố lầu Từ hồi nào tới giờ chứ đâu phải nhà giàu mới mà con sợ mà tính cưới vợ con kể giàu nghèo làm chi Không Con có kể giàu nghèo đâu má Vậy ở trong hạng thợ thuyền mà xuất thân Con kể tài nghề kể tâm trí Chứ con không thèm kể thứ gì khác Mà chuyện cưới vợ không phải là chuyện gấp Con xin hai má bỏ dậy qua một bên Để cho con thông thả lo mua nhà cửa cho hai má ở yên ổn Đặng con khỏe trí mà thực hành chí hướng cần thiết Cho con lại lo giáo dục cho những trẻ em không có cha Và lo binh việc những gái thiệt thà cho họ khỏi tuổi nhục với trinh tiết cô thanh nói má hai con đã chịu rồi muốn mua nhà thì coi mà mua đi chứ có gì đâu mà con lo thấy hai mẹ đều thỏa thuận cần lấy làm vui lòng nên sáng bữa sau cần cho ông thượng chí hay mượn nói dùm với ông chủ nhà rằng cần chịu mua theo các điều kiện ổng giao và xin phép buổi chiều cho hai bà mẹ đi xem nhà một chút nữa chiều cần đem xe về rước hai bà mẹ đi coi nhà cô lành cũng bận áo đi theo cho biết hai vợ chồng chủ nhà vui vẻ tiếp mẹ con cần dắt đi xem tất cả các phòng cùng đồ đạc dùng trong nhà xem tới dĩa và mũ nĩa đặt bàn ăn tới son quánh nấu ăn xem nhà lớn rồi xem nhà bếp xem trong xem ngoài thấy cuộc nhà thiệt là tốt đẹp và có đủ tiện nghi không có một chỗ nào chê được cô Thành lấy làm ương bụng cô nói mình về ở thì có đủ đồ hết duy mình ăn cơm việc thì mua thêm chén đũa dĩa tộ vậy thôi Kỹ sư cần hẹn với ông chủ nhà bữa sau hiệp nhau tại phòng trưởng khế mà làm giấy tờ Trong một tuần tờ mua bán có kể đủ các tài vật thuộc động sản và bất động sản đã lập xong Chủ bán và chủ mua ký tên rồi kỹ sư cần chồng số tiền mặt 100.000 đồng Ba ngày sau chủ bán giao nhà cửa đồ đạc cho cần rồi vợ chồng lên máy bay đi về bên Pháp Thế thì từ bữa đó kỹ sư cần làm chủ cuộc nhà ở đường Mai yeah. Dê. Bà Mậu biểu cô lành phải lo cơm nước trong tiệm đỡ vài bữa bà dắt sáu tồn theo lên phụ với bà mà sắp đặt nhà mới chú thích đường mai dè tức là đường hiền dương hiện giờ là đường võ thị sáu hết chú thích cô thành lo dọn áo quần sách vở của cần chở lên nhà mới cho con cô kiếm mướn một người bếp nấu ăn biết nấu đồ tây và đồ nam rành rẽ với một người bồi ở lau chùi trong nhà và quét tước ngoài sân cần bây giờ có xe bờ rô hai tự lái lấy mà đi làm việc mỗi buổi Khỏi dùng xe của hãng nữa Bà Mậu coi trong nhà có thiếu thứ gì Như chén đũa ăn cơm thì bà mua thêm Trong vài bữa các việc đều sắp đặt xong hết rồi Bồi bếp mướn được đủ Bà Mậu trả sáu thồn lại cho tiệm Bà xuống giao cho cô Hiền cầm quyền chủ tiệm Mai Thanh Mậu Đặng chị em trong tiệm chung lo mà sống với nhau Chị em bà lên xuống chơi cho vui Và chỉ dẫn dùm vậy thôi Ước ao hiệu tiệm đã làm cho chị em dễ dàng no ấm hơn 25 năm Rồi cũng sẽ tiếp làm dễ dàng no ấm cho đoàn em lớp sau nữa Chị em cô Hiền cảm xúc hết sức Chiều lại hai chị em mướn xe vô sống gà Cho bà Năm nhiều hay sự kỹ sư cần mua nhà Và rước hai mẹ về ở nhà mới Giao tiệm mai cho chị em coi Bà Năm theo hai cô Hiền với lành ra Mừng cho mấy mẹ con cần về nhà mới Bà ở ăn mì nói chuyện chơi đến 10 giờ Mới lấy xe đưa hai dì về tiệm Bà Năm đi theo Hiền với Lành Hứa để bữa khác bà sẽ ở lại nhà ngủ già mới Chừng xuống tới tiệm xe ngừng Bà Năm bước xuống Bà lại nắm cánh tay cần mà nói Cách con cư xử với hai má con Và với mấy dì con Thiệt bà vừa lòng lắm mà. Bà khen con đã Nhưng bà còn mong mỏi hai điều Con phải nghe lời hai má con một là hỷ xã cho cha của Kim Cúc Đặng anh em hòa hiệp với nhau cho vui Hai là có nhà cửa rồi Thì nên tính vợ cho hai má con vui lòng Cần cười mà nói Con không có giận hờn cô Kim Cúc đâu bà Năm Con gặp cô con cũng vui vẻ như thường Còn việc cưới vợ để thủng thẳng coi Có ai đồng tâm đồng chí với con Rồi con sẽ tính Chứ bây giờ trái tim của con cứ nằm êm Thấy ai nó cũng không phới động Thế thì con có yêu ai đâu mà cưới Cô lành dục nói Cháu cưới Phước cô Lệ Quyên đi Cô coi được mà bà hai cũng khen lắm Ô dì cũng suối như vậy nữa à Dì chắc cô Lệ Quyên sẽ là một người vợ hiền hay sao Có phước thì có phần cháu à Nếu cháu có phước Giàu cưới gái hư Thì về nhà cháu nó cũng quá ra gái nên Cô Lệ Quyên là một vị nữ tú tài Có chồng cô biết chịu chuộng chồng Tự nhiên cô là người vợ hiền chứ có gì đâu vì lý luận gì không kể phương pháp đông tây gì hết bữa hổm hai má tôi cũng nói chuyện đó tôi không dám cãi cho hết ý tôi nói thiệt gì biết nha chồng là một anh thợ cứ chăm nom về máy móc còn vợ là một bà có học thức sống theo sách vở làm sao hiệp hòa cho ăn nhịp được mà toan làm vợ chồng vì thấy chưa thôi để tôi cứu bà năm với hai gì tôi về kẻo hai má tôi chờ đặng đóng cửa cần rồ máy rồi đi bà năm theo hiện với lành mà vô tiệm Cách hai bữa sau bữa sớm mơi Cô kìm ra tiệm thanh mậu mà thăm mấy bà Cô gặp bà năm nhiều Hai đàn mừng rỡ nhau Cô thấy vắng bà mậu với cô Thanh Cô hỏi ra mới hay cần đã mua nhà trên đường Mai Dê Và rước hai mẹ về trển ở Cô chưng hửng Cô mời bà Năm theo xe đi với cô cho biết nhà kỹ sư cần Bà Năm chịu đi Bà bận áo đi với cô Kiềm Cô lành đưa hai bà ra xe Chỉ đường và số nhà cho anh Sốp Phơ biết Rồi xe đi Bà Mậu với cô Thanh lục đục ở trong nhà nhắm xem đồ đạc Coi cái nào để không phải chỗ thì dời đổ cho vừa ý Cả hai chị em bận áo vắng đương ở trong phòng ngủ của Cần Xe của cô Kiệm ngừng trước cửa Hai chị không hay Anh bồi vô thưa có khách Cô Thanh mới bước ra thấy cô Kiệm và bà Năm đương đứng ở giữa sân chỉ trỏ Mà nói chuyện với nhau Cô trở lại cho chị hay Rồi ra cửa đứng đón khách Bà Năm với cô Kiệm vô tới thềm Thì bà Mậu cũng ra tới đó bốn bà chào hỏi nhau mừng vui thân ái thiệt tình cô Kim nói hôm nay em bận việc nên không đi đâu được bữa nay nhân dịp ra phú nhuận coi thở cất nhà em ghé tiệm may tính thăm hai chị một chút rồi sẽ đi nhờ ghé đó em mới hay ông kỹ sư mua nhà và rước hai chị em về ở trên này mai gặp bà năm em chạy bà dắt em lên đây mừng cho hai chị về nhà mới ông kỹ sư mua được cái biệt thự này tốt quá ở đường này êm ấm nhà khoáng khoát Đất rộng rãi Có cây chung quanh mát mẻ Hai bà chị ở đây khỏe khoắn Sẽ sống đến trăm năm mà vui với con Bà Mậu nói Cần nhờ một ông bạn đem mối Nó đi coi liền Không kịp cho chị em tôi hay Bữa đó nó dắt chị em tôi lên coi nhà cửa đồ đạc bán gọp hết Tôi thấy không mắc Tôi ừ cho nó mua Rồi nó làm cấp báo có mấy bữa xong hết Họ giao nhà họ về tay nên chị em tôi phải lên liền mà ở mấy bữa rài Đồ đạc trong nhà có đủ hết Tôi mua có chén đũa tổ dĩa để ăn cơm mà thôi Vì người chủ cũ là Tây Họ không có sắm đồ đó Bà Mậu mời cô Kiềm vô nhà Cô Kiềm xin phép đi coi cho biết Cô Thanh mới dắt đi từng phòng Mà chỉ đồ cho cô Kiềm xem Đồ thứ nào cũng kim thời và quý giá Cô Kiềm trầm trồ khen tốt Phòng khách thì ghế lông Có lót nệm bao nhung xanh Phòng bên tay mặt có một cái đi văn lớn để dựa cửa sổ đi văn lót nệm thiệt đẹp phía trong có tủ để đồ hai đầu có hộp nhỏ giữa vách tường có một cái bàn nhỏ với hai cái ghế để ngồi uống nước hoặc hút thuốc cái máy thầu thành để gần cửa sổ với cái đồng hồ treo trên tường cũng đẹp vô cùng phòng bên trái là phòng làm việc trí có bàn viết có tủ sách có ghế xích đu phía trong phòng chính giữa là phòng ăn có máy lạnh có tủ rượu có bàn ăn dài ngồi mười hai người được Hai bên là hai phòng ngủ Một phòng của Cần Một phòng của hai bà mẹ Phòng nào cũng rộng lớn Lại nhờ có cửa sổ nên sáng sủa mát mẻ Bên phòng của hai bà Cô Thanh có chở dưới tiệm đem lên thêm một giường lớn Một mình cho tiện Lại cũng có lót thêm một bộ ván gõ nhỏ Để chị em nằm chơi nghỉ trưa Còn tủ áo thì mỗi phòng Đều có sẵn đủ dùng khỏi sắm thêm nữa Cô Kiềm đi xem giáp hết trong ngoài Rồi cô khen Hai bà chị có phước Nên khỏi lo thất công kiến trúc mà có được một cuộc nhà vừa đẹp đẽ vừa có đủ tiện nghi lúc mấy bà ra phòng khách ngồi uống nước bà mậu mới hỏi cô kiềm hồi nãy cô em nói bữa nay cô em ra phú nhuận coi cất nhà bây giờ tính giờ về phú nhuận mà ở hay sao nên cất nhà phía trển cô kiềm dụ dự một chút rồi mới nói em không dám giấu với hai bà chị và bà năm Hờ hôm nay con kim cúc nó làm cho má em bối rối hết sức Bà Năm với hai chị có lẽ biết cuộc đất của ông nội Kim Cúc ở ngoài Phú Nhuận hồi trước. Năm 1945, nhà cửa vườn tược tiêu tan hết. Miếng đất đó bỏ hoang mấy năm nay. Trách mấy tháng trước, cô của Kim Cúc có chồng ở bên Ba Thôn, xuống thăm em và xin em hiệp với cô đứng bán miếng đất đó, đặng lấy tiền sửa mồ má của ông già lại cho tử tế. Phần dư bao nhiêu thì chị em chia nhau mà xài. Con Kim Cúc hồi nhỏ có lợt lạc với cha, nó triều mến em với bà ngoại nó mà thôi Nhưng từ khi cha nó mất rồi Nó lại để lòng thương cha Nên dọn bàn và quả hình mà thờ Nghe cô nó tính bán đất Nó ngăn cản Nói dấu tích của ông nội nó chỉ còn có bao nhiêu đó Nó không chịu bán Nó xin em ra tiền làm mã ông nội nó lại Còn miếng đất thì nó xin cô nó định giá Rồi nó mua Đặng giữ di tích của họ trịnh Nó xin tiền của ngoại nó mà trả phân nửa giá đất cho cô nó rồi cô nó làm tờ giấy giao đất cho nó Trọn quyền làm chủ vĩnh viễn Bà Năm nhiều khen Cháu còn nhỏ lại học tay Mà biết ơn nghĩa cô tổ tiên thì được quá Thưa tuy nó học tay Xong từ nhỏ bà ngoại nó cứ lấy đạo nho với đạo Phật mà giảng dạy nó Nên nó không dông bổn Em để ý coi từ bữa ông kỹ sư nói động tới cha nó thì nó buồn Buồn nhiều chừng mà nghe nói lại tại tấm hình của cha nó treo trên bàn thờ nên ông kỹ sư không thể bước chân tới nhà em nữa thì má em kiếm cớ dời bàn thờ của cha nó vô để chung một phòng với bàn thờ ông ngoại nó đặng khuất một chút kim cúc không nói gì nhưng em coi bộ nó không vui có lẽ nó buồn tuổi về phần số của cha nó nên nó mới lén em và bà ngoại nó mà đích thân đi thăm riêng ông kỹ sư đặng anh em nói chuyện với nhau hai bên thành thiệt Biểu lộ nỗi lòng Rồi cùng nhau tìm phương pháp rộng dung Để anh em hiệp hòa cho mặn tình cốt nhục Theo lời nói về thuật lại cho em nghe Thì nó kiếm đủ cớ Mà xin ông kỹ sư bỏ dẹp việc cũ Đừng giận hờn chi nữa Để anh em nhìn nhau cho hai bên vui lòng Cho ngoại nó yên trí Nhất là cho cánh họ trịnh có con trai nói dòng Nó xin để cho nó mướn rạng sư Làm đơn yêu cầu tòa sửa khai sanh cho ông kỹ sư Là con của trịnh Khải Minh nó hứa nó sẽ cất nhà lại trên miếng đất của ông nội nó hồi trước Mà làm nhà thờ để cho ông kỹ sư ở mà phụng tự ông nội với cha nó Nó nói cách nào ông kỹ sư cũng bác bẻ hết Khư khư ôm ấp hờn giận người cha đã chết mất Chết một cách thê thảm Mà con trai cũng không chịu rộng dung Hiệp hòa không được Kim Cúc về nhà nó thất vọng Nó khóc mà tỏ thiệt sự thất vọng đó cho má em nghe Nó theo than thở với má em rằng vì ông kỹ sư là trai mà ông không chịu nhìn biết họ trịnh nó tuy là gái nó không nỡ bỏ mồ quan hương lạnh nó năn nỉ xin má em vui lòng cất một cái nhà trên miếng đất của ông nội nó để nó làm nhà thờ mà thờ ông cha bên nội rồi sau má em có trăm tuổi già nó sẽ đem ông bà bên ngoại nó về đó mà thờ luôn nó quyết không lấy chồng để làm con trai mà thờ nội ngoại hai bên như ai muốn cưới nó thì phải cam kết hiệp với nó mà trả thảo cho cha mẹ ông bà nó thì nó mới ưng, bằng không thì thôi. hết tập 29 còn tiếp.